Chào các em học sinh. Trong bài học ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em học và làm một số bài tập liên quan đến dung dịch và nồng độ của dung dịch. Các em vào bài học số 5, dung dịch và nồng độ dung dịch. Một nhỏ trước hết chúng ta tìm hiểu một số khái niệm có liên quan. Thứ nhất là về dung môi. Thì dung môi ở đây có thể hiểu là chất có khả năng hòa tan các chất khác để tạo thành dung dịch. Chất tan chính là chất bị hòa tan trong dung môi. Còn dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. Một khái niệm tiếp theo là dung dịch bão hòa, là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan khác. Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan. Ví dụ, đường hòa tan nước tạo thành nước đường. Nước đường ở đây là chất lỏng đồng nhất. Và khi đó thì ta nói đường là chất tan, nước là dung môi và nước đường là dung dịch. Ví dụ thứ hai, cho một thìa dầu ăn vào cốc nước. Khuấy nhẹ ta thấy dầu ăn nổi lên trên nước và ở dưới. Dầu ăn thì nổi lên trên và nước thì ở dưới. Không tạo thành một dung dịch, do đó dầu ăn không tan trong nước. Em sang phần thứ hai là về độ tan. Người ta có thể hiểu khái niệm độ tan, ký hiệu là SC, của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định. Ví dụ, ở 25 độ C, độ tan của đường là 204 gam, độ tan của natri clorua là 36 gam, độ tan của AgNO3 là 222 gam, vân vân. Ví dụ 2, xác định độ tan của muối Na2CO3 ở trong nước ở 18 độ C, biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 53 gam Na2CO3 trong 250 gam nước thì được dung dịch bão hòa. Ở đây ta phải dựa vào khái niệm về độ tan để ta xác định cái độ tan của muối Na2CO3. Xác định độ tan là ta sẽ tính cái số gam chất tan dung dịch bão hòa trong 100 gam nước. Ta sẽ tính như sau. Độ tan S của Na2CO3 18 độ C sẽ bằng 53 nhân 100 chia 250 bằng 21,2. Nghĩa là cứ 100 gam nước thì sẽ hòa tan được 21,2 gam Na2CO3 18 độ C. Và các em lưu ý, độ tan của một dung dịch nó sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất. Khi mà thay đổi nhiệt độ và áp suất thì cái độ tan này cũng sẽ thay đổi theo. Các chất có độ tan khác nhau. Có chất thì tan nhiều, có chất tan ít, có những chất thì không tan trong nước. Các em sang phần thứ 3, chúng ta tìm hiểu về nồng độ dung dịch. Chúng ta tìm hiểu về nồng độ phần trăm của dung dịch. Nồng độ phần trăm của dung dịch ký hiệu là C phần trăm. Của một dung dịch cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch. Và ta có công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch như sau. C
phần trăm bằng m ct trên m dz nhân 100%. Ở đây mct chính là khối lượng chất tan, mzz là khối lượng dung dịch, và khối lượng dung dịch thì sẽ bằng khối lượng dung môi cộng với khối lượng của chất tan. Như vậy, nói tóm lại, để tính nồng độ phần trăm của một dung dịch, ta sẽ lấy khối lượng của chất tan chia cho khối lượng của dung dịch nhân với 100%. Các em cần phải đóng khung lại để ghi nhớ cái công thức tính nồng độ phần trăm này, để trong hóa học sau này các em học sẽ có nhiều bài tập tính toán câu hỏi liên quan đến tính nồng độ phần trăm của dung dịch. Ví dụ 1. Hòa tan 20 gram KCl trong 180 gram nước, tính nồng độ phần trăm của dung dịch KCl. Đầu tiên ta phải tính được khối lượng dung dịch. Đã cho biết khối lượng của chất tan rồi, chất tan đây là KCl. Vậy khối lượng dung dịch sẽ bằng khối lượng của chất tan chính là KCl 20 gram cộng với khối lượng của dung môi, đây chính là nước, là 180 gram. Vậy bằng 200 gram. Vậy áp dụng công thức tính nồng độ phần trăm, ta sẽ có nồng độ phần trăm của dung dịch KCl sẽ là C phần trăm bằng m chất tan trên m dung dịch nhân 100% bằng 20 chia 200 nhân 100% và bằng 10%. Ngoài nồng độ phần trăm thì còn một khái niệm nồng độ nữa của dung dịch, đó là nồng độ mol. Vậy nồng độ mol của dung dịch ký hiệu là CM của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch. Như vậy ta có công thức tính nồng độ mol của dung dịch như sau. CM sẽ bằng N trên B, đơn vị là mol trên lít. N là số mol của chất tan, V là thể tích của dung dịch tính bằng lít. Như vậy thì công thức tính nồng độ mol của dung dịch, đó là nồng độ mol sẽ bằng số mol của chất tan chia thể tích của dung dịch, và đơn vị tính mol trên lít ký hiệu là chữ M lớn. Trên ta đã nói đến hai khái niệm nồng độ dung dịch, đó là nồng độ phần trăm và nồng độ mol trên lít. Vậy thì hai cái nồng độ này có mối quan hệ với nhau và có thể biểu diễn bằng công thức tính toán như thế nào? Thì chúng ta chú ý công thức C, nồng độ mol sẽ được tính bằng nồng độ phần trăm nhân với 10 trên D trên M. Và C phần trăm có thể được tính bằng C nồng độ M, tức nồng độ mol nhân M trên 10 nhân D. Ở đây ta thấy D ở đây chính là khối lượng riêng của dung dịch. Khối lượng riêng, đơn vị tính là gram trên mililit. Còn M lớn ở đây chính là khối lượng mol của chất tan. Ví dụ các em có thể tham khảo ví dụ số 2 sau đây. Trong 850 ml dung dịch hòa tan 20 gram KNO3, tính nồng độ mol của dung dịch KNO3. Như vậy đây cho thể tích của dung dịch, cho khối lượng của chất tan, tính nồng độ mol. Vậy đầu tiên cho tính số mol
Số mol của KN3 sẽ được tính như sau. Ta áp dụng công thức tính số mol sẽ tính được bằng 0,198 mol. Vậy thì nồng độ mol của dung dịch KN3 sẽ là M bằng N trên V bằng 0,198. Vậy ta đổi 850 ml đổi về đơn vị tính lít 0,85 bằng 0,233 mol trên lít. Em tham khảo ví dụ số 3 sau đây. Tính số gam chất tan dùng để pha chế 2,5 lít dung dịch LaCl 0,9 m. Như vậy bài toán này yêu cầu tính số gam của khối lượng của chất tan, biết thể tích của dung dịch, thể tích dung dịch đây là 2,5 lít, và nồng độ mol của dung dịch. Như vậy thì từ công thức tính nồng độ mol chúng ta đã học đã biết thì các em sẽ tính được ra số mol của chất tan, và từ số mol chất tan thì chúng ta dễ dàng tính được số gam chất tan. Đây là cái hướng để chúng ta suy nghĩ, chúng ta giải quyết cái bài tập này như vậy. Đầu tiên chúng ta sẽ tính số mol của NaCl sẽ bằng 2,5 nhân 0,9 bằng 2,25 mol. Có được số mol rồi, ta dễ dàng tính được khối lượng của NaCl sẽ là số mol nhân khối lượng mol bằng 2,25 nhân 58,5 bằng 131,625 gram. Em tham khảo tiếp ví dụ số 4. Trong 800 ml dung dịch có chứa 8 gram NaOH. A. Tính nồng độ mol của dung dịch. B. Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung dịch này để được dung dịch LaOH 0,1 m. Như vậy chúng ta thấy ở đây có khối lượng của chất tan, có thể tích của dung dịch. Như vậy tính nồng độ mol của dung dịch, chúng ta tính số mol của chất tan, sau đó chúng ta áp dụng công thức dễ dàng tính được như sau. Số mol của LaOH sẽ bằng 8/40 bằng 0,2 mol. Vậy nồng độ mol của dung dịch sẽ là 0,2 trên 0,8 bằng 0,25 m. Câu B. Số mol của NaOH có trong 200 ml dung dịch NaOH 0,5 m sẽ là 0,05 mol. Vậy thể tích dung dịch sau khi thêm nước sẽ là V dung dịch sẽ bằng số mol trên 0,1 bằng 0,5 lít. Vậy thể tích nước cần thêm sẽ là thể tích nước sau khi thêm trừ đi thể tích dung dịch ban đầu bằng 300 ml. Ngoài cách tính này ra thì chúng ta cũng sẽ có cái cách tính để được tính nhanh mà chúng ta không phải áp dụng nhiều công thức tính nồng độ này. Đó là sử dụng những công thức đường chéo trong pha trộn dung dịch mà các em sẽ tìm hiểu sau đây. Các em sẽ sang phần 4. Chúng ta làm quen với công thức đường chéo trong hóa học để giải bài tập pha trộn dung dịch. Ở đây thầy sẽ giới thiệu với các em về công thức đường chéo. Khi có dung dịch, loại dung dịch thứ nhất, người ta cho khối lượng M1, khối lượng của dung dịch thứ nhất ấy, thể tích của dung dịch thứ nhất V1, nồng độ dung dịch C đây có thể là nồng độ phần trăm hoặc nồng độ mol, khối lượng riêng là D1, và dung dịch thứ hai có khối lượng là M2, có thể tích là V2, có nồng độ
là C2, có khối lượng riêng là D2. Các em lưu ý cái ký hiệu 1, 2 nó tương ứng tránh là dung dịch thứ nhất thì ta đang M1 này, cái thể tích ta lại để nó về 2, thì sau khi tính toán công thức nó sẽ ra một con số sẽ xa. Và dung dịch sau khi pha trộn vào nó sẽ có khối lượng sẽ bằng tổng khối lượng của hai dung dịch M1 cộng M2, có thể tích bằng tổng của hai thể tích với 1 cộng với 2, có nồng độ là C. Và tất nhiên cái nồng độ này C này sẽ lớn hơn một nồng độ dung dịch và nhỏ hơn nồng độ của dung dịch còn lại. Ví dụ là lớn hơn C1 nhỏ hơn C2. Ví dụ như thế. Nó cũng có thể lớn hơn C2 và nhỏ hơn C1. Khối lượng riêng ở đây là D. Vậy ta có công thức đường chéo thứ nhất. Đối với nồng độ phần trăm khi pha trộn về khối lượng của dung dịch thì ta sẽ có công thức như sau. Dung dịch 1 khối lượng M1 C1 để tạo thành dung dịch có nồng độ C với dung dịch 2 thì ta sẽ có tỷ lệ M1 trên M2 sẽ bằng giá trị tuyệt đối của C2 trừ C trên giá trị tuyệt đối của C1 trừ C. Đây là công thức thứ nhất. Công thức thứ hai là đối với nồng độ mol và thể tích thì ta sẽ có V1 trên V2 bằng giá trị tuyệt đối của C2 trừ C trên giá trị tuyệt đối của C1 trừ C. Công thức đường chéo thứ ba, thức này thì ít sử dụng hơn, đó là công thức liên quan đến thể tích và khối lượng riêng. Thì ta có V1 trên V2 sẽ bằng giá trị tuyệt đối của D2 trừ D trên giá trị tuyệt đối của D1 trừ D. Và khi sử dụng công thức đường chéo để tính toán này, chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Chất rắn được pha vào dung dịch thì coi cái chất rắn đó là dung dịch có nồng độ 100%. Dung môi được coi như dung dịch có nồng độ 0. Khối lượng riêng của nước là 1 gram trên ml. Và phương pháp đường chéo sử dụng giải bài tập liên quan đến pha loãng dung dịch, hòa tan chất tan vào dung dịch hoặc trộn hai dung dịch có cùng loại nồng độ và một số bài tập khác. Ví dụ như bài tập sau này các em học cấp 3 thì có những cái bài tập về giải bài tập về đồng vị của các nguyên tố hóa học, dòng hóa học lớp 10, vân vân. Ví dụ 1. Để thu được dung dịch HCl 25%, cần lấy M1 gam dung dịch HCl 45% pha với M2 gam dung dịch HCl 15%. Vậy tỷ lệ của M1 chia M2 sẽ là bao nhiêu? Ở đây người ta đưa ra và trắc nghiệm 4 phương án lựa chọn. Tỷ lệ là 1:2, B tỷ lệ 1:3, C tỷ lệ 2:1, D tỷ lệ 3:1. Đây chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng đến công thức được chéo để chúng ta tính toán. Như vậy đây là công thức có khối lượng thì ta sẽ sử dụng công thức đường chéo thứ nhất chúng ta đã học ở trên, đó là M1 trên M2 sẽ bằng giá trị tuyệt đối của C2 trừ C trên C1 trừ C. Ở đây M1 trên M2 là tỷ lệ chúng ta đang cần tìm. Như vậy dung dịch thứ hai tương ứng với M2 là 15%.
Nồng độ C là dung dịch sau khi pha trộn là 25%. Nồng độ của dung dịch 1 tương ứng với M1 là 45%. Như vậy ta có C2 trừ C bằng 15 trừ 25. C1 trừ C là 45 trừ 25. Ta lấy giá trị tuyệt đối của hai cái hiệu này sẽ được là 10 trên 20. Vậy tỷ lệ này đưa về tỷ lệ phân số tối giản sẽ được là 1 chia 2. Như vậy, sau khi áp dụng công thức đường chéo, ta chọn đáp án A. Như vậy, để giải các bài tập trắc nghiệm là chúng ta phải có cách giải rất là nhanh gọn để ra được đáp án. Nhiều bạn học sinh là không giải được các bài tập, thế là đi chọn phương án, chọn trắc nghiệm bằng cách là tung đồng xu rồi khoanh ngẫu nhiên. Đấy, không phải là cách để chúng ta học. Các em học cần có những cái kiến thức căn bản và nền tảng của các môn để chúng ta giải được những bài tập và đưa ra những phương án lựa chọn chính xác. Ví dụ 2, để pha được 500ml dung dịch nước muối sinh lý có nồng độ 0,9%, cần lấy V ml dung dịch Na Cl 3%, giá trị của V là 150, B 214,3, C 285,7, D 350. Chúng ta chọn phương án này. Ở đây ta thấy nước thì coi là dung dịch Na Cl có nồng độ C1 0%, tức là không có chất tan. Dung dịch 1 là nước nguyên chất sẽ có V1 bằng 500 trừ V. Dung dịch NaCl 3% chính là dung dịch thứ hai. Vậy áp dụng công thức đường chéo về thể tích và nồng độ, ta có thể tích của nước sẽ là 500 trừ V trên dung dịch NaCl 3% có thể tích là V sẽ bằng giá trị tuyệt đối của 3 trừ 0,9 chia giá trị tuyệt đối của 0 trừ 0,9 và bằng 2,1 chia 0,9. Đây, ta biến đổi tương đương, ta sẽ được 3V bằng 450, vậy V bằng 150ml. Từ đây ta sẽ chọn được đáp án A. Ví dụ 3, cần bao nhiêu gam tinh thể CuSO4 nhân 5 phân tử nước, tức là phân tử tinh thể này, tinh thể đồng sunfat ngâm nước, hòa vào bao nhiêu gam dung dịch đồng sunfat 4% để được 500 gam dung dịch CuSO4 8%. Như vậy, đầu tiên ta phải tính phần trăm của CuSO4 trong tinh thể sẽ là 160 chia 250 bằng 64%. Vậy gọi x là số gam tinh thể CuSO4 nhân 5 phần tử nước, và 500 trừ x là số gam của đồng sunfat 4%, thì ta sẽ có được x chia 500 trừ x bằng 4 trừ 8 trên 64 trừ 8 bằng 1/14, suy ra x sẽ bằng 33,33 gam. Vậy khối lượng tinh thể đồng sunfat ngậm 5 phần tử nước là 33,33 gam, và khối lượng của đồng sunfat 4% sẽ là 500 ở đây các em sửa 500 trừ 3
13,3 bằng 466,67 gam. Các em sẽ đi vào giải một số bài tập về dung dịch. Bài 1. Cho 50 ml dung dịch HNO3 có khối lượng riêng D bằng 1,25 gam trên lít. Hãy A. Tìm khối lượng của dung dịch HNO3 40%. B. Tìm khối lượng của HNO3. C. Tìm nồng độ mol trên lít của dung dịch HNO3 40%. Như vậy chúng ta cần phải phân tích bài toán ở đây. Cho biết cái gì và yêu cầu tìm cái gì. Vậy cho ở đây là cho nồng độ của dung dịch, cho khối lượng riêng của dung dịch. Bài giải. Vậy khối lượng của dung dịch ta sẽ tính được bằng khối lượng riêng nhân thể tích là bằng 62,5 gram. Khối lượng của HNO3 ta sẽ tính được áp dụng công thức khối lượng chất tan, khối lượng dung dịch và nồng độ phần trăm, ta sẽ tính được khối lượng của HNO3 bằng 25 gam. Nồng độ mol trên lít của dung dịch HNO3 40% sẽ được tính như sau. Nó sẽ tính số mol của dung dịch chia khối lượng mol bằng 0,4 mol. Vậy nồng độ mol của dung dịch sẽ được tính là N trên V bằng 0,4 chia 0,05 bằng 8 m. Ngoài ra chúng ta cũng có thể tính được dựa vào công thức biến đổi tương đương, công thức tương quan giữa nồng độ mol và nồng độ phần trăm của dung dịch. Như sau. Nồng độ mol lít bằng nồng độ phần trăm nhân 10 nhân D trên M. Áp dụng thay số và ta sẽ được bằng 40% nhân 10 nhân với D là 1,25 chia cho M tăng khối lượng mol của HNO3 62,5 và bằng 8 m. Như vậy áp dụng công thức tương quan giữa nồng độ mol và nồng độ phần trăm thì ta chỉ phải sử dụng một công thức và một phép tính sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Bài 2. Cho 2,3 gam natri hòa tan hoàn toàn vào 47,8 ml nước thu được dung dịch GaOH và có khí hydro thoát ra. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch GaOH. Như vậy đây ta thấy hòa tan natri vào nước thì cái khối lượng của dung dịch sau phản ứng sẽ bằng khối lượng của chất tan cộng với khối lượng của nước. Chúng ta có cách giải như sau. Đầu tiên ta tính khối lượng của nước. Ta biết rằng khối lượng riêng của nước là bằng 1. Như vậy thì thể tích của nước quy đổi ra cũng chính bằng khối lượng của nước tính theo đơn vị là gam. Khối lượng ta tính được số mol của natri 0,1 mol. Vậy thì ta viết phương trình phản ứng để ta tính được cái tỷ lệ mol của các chất trong phản ứng. Số mol của NaOH tạo thành sau phản ứng sẽ bằng với lại số mol của natri tham gia phản ứng. Và khối lượng của khí bay ra là 0,1 gam. Như vậy khối lượng của NaOH tạo thành sẽ
sẽ là 0,1. Nhân 4 gam. Khối lượng NaH sau phản ứng sẽ bằng khối lượng của lát chi cộng khối lượng của nước và trừ đi khối lượng của hydro. Bằng 2,3 cộng 47,8 trừ 0,1 và bằng 50 gam. Này khối lượng dung dịch. Vậy nồng độ phần trăm của dung dịch NaOH sẽ là C phần trăm bằng nồng độ chất tan trên bằng khối lượng chất tan trên khối lượng dung dịch bằng 4/50 × 100 bằng 8%. Như vậy trên đây là thầy đã hướng dẫn các em học một số nội dung căn bản về nồng độ của dung dịch và cách tính toán một số bài tập về nồng độ dung dịch. Về nhà các em sẽ học ôn lại, các em có thể xem, mở chậm và dừng lại những đoạn video mà các em thấy cần suy nghĩ cũng như là làm các bài tập. Các em có thể tìm và làm thêm một số bài tập về nồng độ dung dịch để chúng ta hiểu sâu sắc và nắm chắc kiến thức hơn về nồng độ dung dịch. Bài học tiếp theo các em sẽ học về phương pháp giải một số bài tập về lập công thức hóa học trong chương trình hóa học trung học cơ sở. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài học lần sau.